Điểm tin những diễn biến mới nhất của cuộc chiến Nga-Ukraine trong 24 giờ qua Ngay khi có ý muốn của Chúa, thời tiết và quyết định của các chỉ huy, chúng tôi sẽ phản công. Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Eiko cho biết quân đội Ukraine nhìn chung đã sẵn sàng mở cuộc phản công Nga, nhưng đang chờ lệnh tấn công từ các quan chức cấp cao ở Kiev. Đường đến vinh quang thì thường lắm trong gai. Công cuộc phản công sắp tới của Ukraine được cho là sẽ không dễ dàng. Được biết, quân đội Nga đang hoạt động ở Ukraine hiện nay có quy mô lớn hơn so với khi Điện Kremlin bắt đầu tiến hành xâm lược toàn diện. Trong một diễn biến liên quan, Ukraine được cho là đang chuẩn bị cho lực lượng đặc biệt chèo thuyền ca vượt sông Dnieper trong các chiến dịch phản công trong tương lai. PMC Wagner sắp kết thúc, Rigozin lại đưa ra tuyên bố gây mất tinh thần cho nước Nga khi thừa nhận những tổn thất nặng nề của lính đánh thuê trong cuộc chiến với Ukraine. Mỹ tặng cảm biến phát hiện vụ nổ hạt nhân cho Kyiv, một động thái được cho sẽ tước đi mọi cơ hội của quân xâm lược trong việc bí mật sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Cuối cùng là nhà lãnh đạo Trung Quốc hứa sẽ không cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Tổng thống Zelensky nói về điều tích cực từ Tập Cận Bình tất cả sẽ được thông tin chi tiết ngay sau đây. Xin được chào mừng toàn thể quý vị đang quay trở lại với bản tin cập nhật tình hình mới nhất diễn biến chiến sự Nga-Ukraine 24 giờ qua. Mô lý kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Mở đầu bản tin ngày hôm nay sẽ là diễn biến mới nhất liên quan đến nắm đấm xung kích phản công đang được chờ đợi của quân phòng thủ. Theo đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Alexei Resnikov cho biết, quân đội Ukraine nhìn chung đã sẵn sàng mở cuộc phản công Nga, nhưng đang chờ lệnh tấn công từ các quan chức cấp cao ở Kiev. Ngay khi có ý muốn của Chúa, thời tiết và quyết định của các chỉ huy, chúng tôi sẽ phản công. Nói chung, chúng tôi đã sẵn sàng ở mức độ cao ông resnikov nói nhưng không nêu chính xác thời điểm bắt đầu cuộc phản công ông resnikov cũng thông báo cho giới truyền thông về tình trạng của lực lượng ukraine về việc họ sử dụng vũ khí hạng nặng do phương tây cung cấp bộ trưởng quốc phòng resnikov báo cáo ukraine đã được cung cấp các hệ thống vũ khí rất tiên tiến đặc biệt là nấm đấm bọc thép tức xe chiến đấu bọc thép mặc dù ông nói thêm rằng việc đào tạo cách vận hành loại phương tiện này vẫn đang được tiến hành Từng nay tổng thư ký tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato Jens Stoltenberg cho biết các thành viên của khối quân sự và mỹ đứng đầu đã chuyển giao 98% số vũ khí đã cam kết gửi tới kiev, bao gồm 1.550 xe bọc thép và 230 xe tăng. người đứng đầu bộ tư lệnh mỹ tại châu âu Christopher Cavoli cũng đưa ra tuyên bố tương tự trong phiên điều trần quốc hội. Trước đó, theo các tài liệu tình báo bị rà rỉ của Mỹ, cùng với tuyên bố của các quan chức Kyiv và Washington, Ukraine đang lên kế hoạch tiến hành cuộc phản công lớn trong vài tuần tới. Mục tiêu cuối cùng của chiến dịch này là giành các vùng lãnh thổ đã sắp nhập Nga vào mùa thu năm ngoái, đồng thời cắt đứt tuyến đường trên bộ của Moscow với bán đảo Crimea. Theo tài liệu, Ukraine dự kiến huy động ít nhất 12 lữ đoàn cho chiến dịch phản công ở khu vực miền Đông và miền Nam. Mặc dù có triển vọng khá tươi sáng, nhưng công cuộc phản công sắp tới của Ukraine được cho là sẽ không dễ dàng như ăn kẹo. Được biết, quân đội Nga đang hoạt động ở Ukraine hiện nay có quy mô lớn hơn so với khi Điện Kremlin bắt đầu tiến hành xâm lược toàn diện vào tháng 2 năm 2022 ông christopher cavoli chỉ huy hàng đầu của nato tuyên bố trước ủy ban quân vụ hạ viện và thượng viện mỹ ông cavoli cũng nhận định rằng cuộc chiến giữa nga và ukraine còn lâu mới kết thúc tôi nghĩ người nga còn có thể chiến đấu thêm một năm nữa chỉ huy hàng đầu của nato nhấn mạnh và nói thêm rằng người ukraine phải giỏi hơn lực lượng nga mà họ sẽ đối mặt thì mới có thể giành chiến thắng theo ông Cavoli, Nga có chiều sâu chiến lược về nhân lực, mặc dù hàng nghìn quân nhân của nước này đã thiệt mạng và bị thương trong cuộc chiến ở Ukraine. Ông Cavoli cho biết, Điện Kremlin đang chuyển sang giải quyết các lỗ hổng đã bộc lộ trong 14 tháng chiến đấu ở Ukraine. Tại phiên điều trần tại Hạ viện Mỹ, ông Cavoli cho biết hoạt động của tàu ngầm Nga đã tăng lên ở Bắc Đại Tây Dương kể từ khi bắt đầu cuộc chiến và nhắc lại nhu cầu của Kyiv về phòng không để bảo vệ lực lượng và công dân của mình, đặc biệt là chống lại các hệ thống máy bay không người lái của Nga. Ông Cavoli cũng tiết lộ rằng, mặc dù Mỹ là nước đóng góp viện trợ tài chính và quân sự lớn nhất cho Ukraine, nhưng một phần ba các đồng minh NATO đã gửi hơn một nửa kho pháo, xe bọc thép và xe tăng tới Ukraine, cũng như các hệ thống phòng không. Ngoài các nguồn cung cấp quân sự, ông Cavoli cho biết các đồng minh cũng đang điều trị cho 2.400 người Ukraine bị thương nặng. Vị chỉ huy hàng đầu của NATO nói thêm rằng NATO cho đến nay đã thành công trong việc không leo thang chiến tranh. Chúng tôi đã kiểm soát được mọi tình huống cho đến nay, ông Cavoli nhấn mạnh. Trong một diễn biến liên quan, Ukraine được cho là đang chuẩn bị cho lực lượng đặc biệt chèo thuyền ca giác vượt sông Dnieper trong các chiến dịch phản công trong tương lai. Từ đầu năm nay, phía Ukraine đã mua các thiết bị đặc biệt cho việc này và thu hút các chuyên gia. Tờ báo Đức Bill đưa tin trích dẫn các nguồn riêng. Theo những người đối thoại của ấn phẩm, Bộ Chỉ huy Ukraine dự định sử dụng các đơn vị tác chiến nhỏ để vượt sông. Bài báo cho biết, làm thế nào một trong những huấn luyện viên là công dân Đức đã huấn luyện khoảng 40 binh sĩ Ukraine sẽ được đưa vào các đơn vị được đề cập các chiến binh được huấn luyện chèo thuyền kayak và cập bến bờ với đầy đủ trang bị chiến đấu. Các chuyên gia lưu ý đến sự ít ồn ào và kích thước nhỏ của thuyền kayak và gọi chúng là phương tiện thủy tốt nhất để tiếp cận các vị trí của Nga ở bờ đối diện của Đền Bờ một cách kín đáo. Nhớ lại rằng, ISW tuần trước đã báo cáo rằng lính dù Ukraine đã đổ bộ vào bờ trái của khu vực Kherson. Theo thông tin của họ, vệ binh Ukraine đã xây dựng các đầu cầu đổ bộ ở các vị trí phía bắc khu định cư Oleski. Tuy nhiên, sau đó, Bộ Chỉ huy tác chiến miền Nam tuyên bố rằng các báo cáo của viện về sự hiện diện được cho là của quân đội Ukraine ở bờ trái của khu vực Kherson đã gây ra rất nhiều vấn đề vì người Nga đã tăng cường pháo kích đáng kể vào bờ phải bộ nhắc nhở các hoạt động của quân đội ukraine nên diễn ra trong im lặng về thông tin các chuyên gia cần đợi thời điểm có thể nói chuyện cởi mở về những thay đổi ở mặt trận trong khi từ trên xuống dưới nội bộ ukraine đang có một sự lạc quan cao độ về cơn địa chấn sắp tới mang tên tổng phản công thì người phụ trách wagnerate yevgeny prigozhin lại đưa ra tuyên bố gây mất tinh thần cho nước nga khi thừa nhận những tổn thất nặng nề của lính đánh thuê trong cuộc chiến với ukraine chủ sở hữu của pmc wagner yevgeny prigozhin một lần nữa phàn nàn về việc lính đánh thuê của mình thiếu đạn đồng thời dự đoán về sự biến mất sắp xảy ra của đội quân tư nhân của mình qua đó xác nhận tổn thất nặng nề của wagner Reid trong cuộc chiến chống lại ukraine Ông đã nói về điều này trong một bài bình luận cho phóng viên quân sự người nga Serbiyin Bigov. Bây giờ liên quan đến nhu cầu của đạn pháo ở phía trước và những gì chúng tôi muốn, hôm nay chúng tôi đi đến kết luận rằng Wagner PMC đang kết thúc. Wagner PMC sẽ không còn tồn tại trong một thời gian ngắn. Chúng tôi sẽ đi vào lịch sử. Rigozin nói. Phản ứng trước nhận xét của Pigov rằng một tuyên bố như vậy sẽ khiến người nga mất tinh thần. Người phụ trách Wagner Red hứa sẽ lặp lại điều đó một lần nữa tôi sẽ làm lại ngay bây giờ và cả sau này bây giờ là về đạn dược và sau đó là về wagner pmc ông nói trong một đoạn trích xuất bản từ cuộc phỏng vấn Trước đó, Prigozhin phàn nàn rằng Nga đã quyết định thành lập các công ty quân sự tư nhân mới thay vì củng cố Wagner Reed. Cụ thể, ông đã nói về Botox PMC được thành lập dưới sự lãnh đạo của Gazprom. Theo Prigozhin, giới tinh hoàng Nga sẽ cần những đội quân riêng như vậy trong cuộc đấu tranh giành quyền lực trong tương lai. Ngoài ra, Prigozhin với giọng điệu cao hơn nói với người Nga về kế hoạch phản công của lực lượng vũ trang Ukraine rằng quân đội Ukraine đã sẵn sàng ra tay và nghiền nát tất cả ukraine đã nhận được từ hoa kỳ các cảm biến có thể phát hiện các vụ nổ bức xạ từ vũ khí hạt nhân hoặc bơm bẩn và xác định kẻ thực hiện vụ tấn công new york times viết trích dẫn cơ quan an ninh hạt nhân quốc gia thuộc bộ năng lượng hoa kỳ theo ấn phẩm thiết bị này sẽ chứng minh nga có tội nếu nước này quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ ukraine trong trường hợp này bản phân tích sẽ được cung cấp ngay cho chính phủ hoa kỳ Mạng lưới cảm biến được triển khai khắp khu vực và sẽ có thể xác định vị trí, sức mạnh và hậu quả của bất kỳ vụ nổ hạt nhân nào. Ngoài ra, các cảm biến sẽ tước đi mọi cơ hội của Nga để bí mật sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine. Hiện các chuyên gia hạt nhân của Cục An ninh Hạt nhân Mỹ đang hợp tác với Kyiv để triển khai các cảm biến bức xạ, đào tạo nhân sự, giám sát dữ liệu và cảnh báo về bức xạ gây chết người giới lãnh đạo Nga, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin, đã nhiều lần đe dọa về việc sử dụng vũ khí hạt nhân trong các bài phát biểu liên quan đến cuộc chiến ở Ukraine. Năm ngoái, ông ta đã tuyên bố sửa đổi học thuyết quân sự để bao gồm khả năng Nga tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân trước. Putin gần đây đã ra lệnh triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Việc xây dựng một cơ sở lưu trữ đặc biệt cho các hỏa tiễn như vậy sẽ được hoàn thành vào ngày 1 tháng 7. Đầu tháng 4, Nga một lần nữa tiến hành tập trận hạt nhân, sau đó, Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu tuyên bố kiểm tra đột xuất hạm đội Thái Bình Dương, bao gồm 4 tàu tuần dương hỏa tiễn chiến lược, từ thời Liên Xô được coi là vũ khí chính của một cuộc tấn công hạt nhân trả đũa. Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình hứa rằng ông sẽ không cung cấp vũ khí cho Nga trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nói về điều tích cực được nghe thấy từ nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc điện đàm tuần này, theo người đứng đầu nhà nước, chúng ta đang nói về việc Bắc Kinh bảo đảm không cung cấp vũ khí cho Nga. Tổng thống Zelensky đã nói điều này trong cuộc họp giao ban chung với các tổng thống của Cộng hòa Séc và Slovakia. Tôi đã nghe một câu trả lời tích cực theo nghĩa này. Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý, tổng thống cũng cho biết ông đã thảo luận với chủ tịch nước Trung Quốc về sự cần thiết phải tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và các chuẩn mực quốc tế. Người đứng đầu nhà nước Trung Quốc khẳng định ông tuân thủ các nguyên tắc này ngoài ra họ đã thảo luận về an toàn hạt nhân và công thức hòa bình của ukraine theo tổng thống càng phải lôi kéo càng nhiều quốc gia càng tốt vào việc gây áp lực lên nga để cuối cùng ukraine sẽ lấy lại tất cả các lãnh thổ của mình đồng thời tổng thống zelensky làm rõ rằng ông không thảo luận về khả năng có cuộc gặp trực tiếp với nhà lãnh đạo trung quốc một cuộc trò chuyện quan trọng đã diễn ra về các cuộc gặp trong tương lai tôi không chắc chắn về nó tổng thống ukraine nói được biết, cuộc điện đàm giữa Tổng thống Zelensky và Tập Cận Bình diễn ra vào ngày 26 tháng 4, nó kéo dài khoảng 1 giờ. Các cuộc đàm phán đã dẫn đến một thỏa thuận về việc mở lại đại sứ Ukraine tại Bắc Kinh. Chủ tịch Trung Quốc cho biết, sau cuộc trò chuyện với Zelensky rằng phía Trung Quốc đề xuất 4 điểm để cùng xem xét và 3 điểm để phản ánh, nhưng nội dung của chúng tôi không được tiết lộ. Trong khi đó, nhà phân tích phương Tây đặt câu hỏi về khả năng của ông Tập Cận Bình trong việc tổ chức các cuộc đàm phán giữa Ukraine và Nga, bất chấp những thành công ngoại giao trước đó của nhà lãnh đạo Trung Quốc. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi đến cuối chương trình và rất mong là quý vị sẽ tiếp tục đồng hành cùng với kênh bằng cách nhấn vào nút like, share, đăng ký kênh và không quên bấm vào chuông thông báo để nhận được thông báo sớm nhất khi có bản tin mới. Molly kính chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và bình an. Xin kính chào và hẹn gặp lại!